Chào các bạn, hôm nay mình về được hơn 30 máy RM100 của DPP. Đây, mình mở các bạn xem. Máy gồm thân máy RM100 đây. Được sản xuất tại EU. Máy gồm giấy hiệu chuẩn, giấy tờ kiểm tra, giấy hướng dẫn sử dụng, đầy đủ. Ok, đây là bộ dây tiếp địa, tiếp đất. Mình đo thử trên bề mặt của cái hộp vỏ SRM200. Mười mũ bốn ở vị trí thứ nhất, mười mũ năm, như vậy vẫn trong giới hạn. Đo bằng lưng này, mười mũ bốn đó, đo trên thẳng giám sảo này bị quá tại vì nó không đó, vẫn mười mũ bốn, mười mũ năm. Như vậy cái hộp này nó đảm bảo chất lượng, đảm bảo cái tiêu chuẩn về về tính điện. Mình xin phép mở cái SRM200 và mình thử luôn cái SRM200 nhé. SRM200 cũng vậy, gồm dây tiếp điện, cái này để nối với máy tính. Đây là 200 này. Đây các bạn nhìn xem, nó không khác gì mấy. Ngoài ra cái này thì nó có thêm tính năng là một cái bút đo nữa. Còn nếu đo về lưng thì nó cũng thế thôi. Đây, 10 mũ 5 giống như cái máy này. 14, 10 mũ 5 này. Mười mũ năm,